Chương 1, bắt đầu sự việc, nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com Năm 2030, đất nước ngày càng phát triển, theo đó công nghệ kỹ thuật cũng nâng cao vượt bậc. Bắt đầu xuất hiện nhiều căn cứ, chia làm hai loại là căn cứ gút và căn cứ bét. Những căn cứ này luôn đấu đá nhau giành thống trị trong ngành, cũng có một số căn cứ giúp chính phủ. Các căn cứ sáng tạo ra những loại vũ khí tối tân và rất hiện đại buổi tối, khoảng tầm 9 giờ, con đường gần một khu xí nghiệp tồi tàn, sơ xác đã phá sản chỉ để lại bãi chiến trường bừa bộn. Càng tối nơi đây càng yên tĩnh đến sợ, nhưng thời gian gần đây đã có sự xuất hiện của các tổ chức. Và đây là thời gian hoạt động của căn cứ Top và VQC. Hai căn cứ này luôn đối đầu nhau để tranh giành tấm bản đồ, năng lượng VQC bắt tay với chính phủ để làm ăn, và làm một số việc liên quan đến bảo vệ xã hội nhưng chỉ làm âm thầm. Còn top căn cứ hợp tác với bíp căn cứ muốn chống lại chính phủ và luôn muốn thống trị. Từ phía Tây, đám người mặc đồ đen, gần ngư xê trái có đeo huy hiệu VQC, cầm đầu là ba chàng trai trẻ tuổi. Ăn mặc phong cách và đặc điểm chung là họ cùng đeo mặt nạ che nửa khuôn mặt như không muốn ai biết về bản thân. Phía Đông một đám người áo đen nữa xuất hiện, không có phù hiệu gì, cầm đầu là ba cô gái cá tính, đeo chiếc mặt nạ nửa mặt, mặc áo da bó người, chiếc quần bó bóng lộng lẫy dắt vào trong đôi bốt đen là người của top. Cả hai bên đi nhanh lại giáp mặt nhau và chỉ cách khoảng chục mét. Ai cũng tỏ ra hổ báo, đi trông rất oai. Một trong ba người cầm đầu VQC bước vài bước cười nhếch miệng. Rất vui khi được gặp những cô gái sát thủ của top cô gái mặc cả bộ đỏ rực rỡ ánh lên trong ánh đèn đường thành phố, đáp lại một câu, âu vậy sao? Sao tên cầm đầu không ra mặt mà lại để những cô gái xinh đẹp yếu ớt thế này ra chứ? Áo đỏ cười nửa miệng, nói với ý mỉa mai, hưm, ngay cả bọn ta mà các người cũng không biết sao. Kém tắm quá đi a ca. Áo đỏ nhìn dáng người, nửa khuôn mặt của người kia trốn sau cái nặt nạ đen bóng cô tự đoán được tuổi tác của người đó. Nhìn khuôn mặt non thế này chắc vị công tử đây chỉ hơn tôi vài tuổi thôi mà sao hiểu biết nông cạn vậy?" Người đó có vẻ cũng bực vì câu nói này nhưng vẫn cố kìm, "Cô Cô nói ai chứ? Không biết ai hiểu biết nông cạn đâu, ha ha ha" gạch dưới điệu cười thỏa mãn, "để tôi nói cho mấy người nghe. Bọn tôi, ha, lạ gì các người là một trong 24 chữ cái điệp viên chứ gì?" cô gái áo đỏ kiêu hãnh giới thiệu bản thân, hưm, may ra cũng có người còn thông minh. Đúng bọn tôi là điệp viên trong bảng chữ cái tàn sát chữ đầu tiên chữ A. Người tiếp theo đồng thời đi lên, bộ quần áo xanh nhạt trông mới tê trẻ, giọng nói có vẻ chua ngoa, hơi điệu, bô, thành viên thứ hai chữ B trong 24 chữ cái còn ta. Sina thành viên thứ ba, chữ si cô gái còn lại đi lên mấy bước với bộ áo màu vàng da nhạt tiếng cười phát ra từ người con trai đứng trước mặt cô gái áo đỏ. Ha, nghe nói trong tóc có tứ đại sát thủ xinh đẹp, ai ngờ là toàn bọn trẻ con. Cô gái áo đỏ chỉnh nhẹ lại chiếc mặt nạ trên mặt nhìn người vừa nói với ánh mắt thách thức, sao hả? Thế còn mấy người, có gì lợi hại chứ? Số 24 vênh mặt thái độ kiêu căng giới thiệu bản thân, tôi. Một trong số những trinh thám xuất sắc trong bảng 24 chữ số và... Áo đỏ tiếp lời, và người đứng bên trái là số 13, bên phải biệt danh gọi số 17 chứ gì, ha coi như cô thông minh. Còn tôi, hưm, anh là số 24, nghe danh đã lâu giờ mới gặp mặt. Số 24 tỏ ra vinh dự. Áo đỏ nói, số 24 là người giỏi nhất trong đám nhưng là người tốt nghiệp cuối cùng trong 24 chữ số chứ gì. Vậy cũng bình thường thui, ha 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 cả ba cô gái của tóc đều với giọng lanh lảnh làm số 24 bực mình. Các người, chưa nói gì thì boy từ sau đi lên đập nhẹ vai số 24 và khẳng định chắc chắn, cần gì phải nói nhiều với họ, chắc chắn mục đích là cướp bản đồ rồi. Số 17, một người cũng trẻ, kém tuổi số 24, cũng là một trong số những trinh thám xuất sắc và thông minh, với ưu điểm là giỏ chạy và bơi. Áo đỏ không thèm quan tâm, vậy thì sao? Số 24 thuyết phục, tại sao các người lại phải chống lại bọn ta và làm việc cho tên xấu xa đó? Cô gái nghe số 24 nói xấu ông chủ mình, cô rất bực, ta không cho phép các người gọi ông ấy là kẻ xấu xa. Thì đúng vậy còn gì? Có người nói nếu hai căn cứ chúng ta có thể kết hợp thì sẽ Không cần nói nhiều, nói vào chủ đề trình luôn để mọi người khỏi chờ lâu. Mau giao bản đồ ra đây không thì khó sống đấy. Số 24 vẫn thản nhiên thử đi, bọn tôi không để mấy người lấy được đâu. Áo đỏ thay đổi ánh mắt sắc nhọn nói, mọi người, lên. Vừa nói xong cả hai bên sông vào, tất cả đều đánh tay vo, chỉ có các cô gái cầm thanh tuyếp dài khoảng một mét. Cả ba cô gái chạy lại tấn công số 24, 13 và 17 nhưng họ đều tránh được rồi tản ra. Áo đỏ đánh với số 24, cô không hề nương tay, phát nào cũng muốn đánh thương đối phương. Trong lúc rối loạn số 24 tự biết người mình không đủ để đấu lại đội quân đông của top nên cậu nghĩ cách lấy chiếc vải bằng da nâu vứt ngay cho số 13 gần đó phá ra lệnh, hai người hãy bảo vệ nó. Có thể lần này chúng ta thua đấy. Cô gái áo đỏ thấy chiếc khăn nhanh chỉ biết ngay đó là bản đồ mà họ đang tìm, ra lệnh, chính là cái đó lấy mô vừa dứt lời đám người tóc tấn công ồ ạt số 13 và 17. Thấy vậy họ liền cầm tấm bản đồ chạy khỏi đó. Số 24 gọi người cản đám đó lại để hai người chạy thoát. Số 24 lại đối đầu với cô gái áo đỏ, hãy đánh với tôi, chữ A. Số 24 thách thức, cố tình lảng sự chú ý của cô gái áo đỏ, được. Cả hai bên vẫn đang gây chiến chữ A cũng hăng say với những chiêu thức điêu luyện của mình để đánh số 24. Nhưng có lẽ do chữ A là con gái nên cậu cũng nhường, chỉ né tránh. Chữ A lộn một vòng, bật nhảy vung thanh tiếp trong tay đánh thẳng vào số 24, cậu tránh ngay được rồi nhanh hóng né những đường gậy vụt ngang dọc. Chữ A đâm thẳng đến đột ngột, cậu mở to mắt, quay một vòng tránh cú chiêu thức đó, thuận tay số 24 cầm chắc lấy tay chữ A làm cô khó chịu cô cố gắng dãy rũa, kêu la, bỏ tôi ra. Thái độ số 24 vẫn thản nhiên, không bỏ thì sao, hay cho số 24, tình cảnh này mà vẫn còn định cua gái sao? Chữ A giơ chân đất tay số 24 để thoát, phản ứng nhanh chóng nhảy lên đá một phát trúng ngực số 24 lúc cậu không đề phòng. Lúc này số 24 mới đánh trả, cậu dơ nắm đấm phải, cái mà được gọi là cú đấm chớp, nhanh chóng chạm đến mặt đối phương, chữ A không kịp phản ứng, nhưng thật may cú đấm đó đã dừng lại sát mặt. Số 24 thật sự không muốn ra tay khiến cô hơi ngỡ ngàng. Chữ A vẫn cố gắng phản công, dùng tiếp sẵn trong tay gạt tay số 24 ra, ngay lập tức số 24 đá vào cánh tay cô khiến cây gậy bị vung ra ngoài chữ A càng bực, cô vừa dơ cú đấm của mình thì bị số 24 giữ chặt cổ tay, quay chữ A một vòng, kéo sát co lại gần mình, sao chứ cô bé, tranh lệch một tuổi mà không hơn sao? Chữ A dãy rùa, húc gối vào bụng số 24 làm cậu phải lùi lại vài bước. Chữ A chạy lại, cậu nhanh chóng cầm chặt tay bẻ gập về sau khiến cô đau đớn. Cú đấm vừa nãy lại dơ lên định đấm chữ A nhưng gẫn sát má thì ngừng lại cô liếc mắt sang, chán có vài nét nhăn lại vì lo lắng nhưng cô cũng không hiểu tại sao hắn không đánh mình. Cô vờ gọi, số 13, số 24 vừa nghe thấy liền quay ra sau. Nhân lúc cậu không để ý, chữ A lật ngược tình thế. Lúc này, số 24 mới biết mình bị lừa. Sau đó cuộc chiến đã dững lại khi người của số 24 bị đánh bại cô gái áo vàng chạy lại chỗ cô gái áo đỏ nói, chị A đi, tấm bản đồ đó. Cô gái cười nửa miệng trên khuôn mặt đầy thủ đoạn, không lo. Chắc chắn là cô gái đó đã dự định được điều gì sắp xảy ra. Trên con đường trải dài, yên ắng không có một bóng người. Chỉ có những cây đèn đường vẫn sang. Số 13 và số 17 đang lướt trên đôi giày có đế là bánh giống dạng giày patanh đang đi bỗng hai người nghe thấy tiếng sáo từ đâu đó vọng đến. Số 13 lắng tai nghe những nốt nhạc quen thuộc, đầy hình như bài gút bi dai. Ai vậy? Hai người dừng lại, dậm chân để đôi patanh trở thành đôi giày đen bóng cao cổ công nhận thiết bị này vui đấy, tất nhiên sản phẩm công nghệ mới mà. Tiếng sáo đâu đó vẫn vọng đến và ngày càng gần. Câu hỏi tiếp, tiếng sao của ai vậy? tiếng nói của cô gái từ trên cây vọng xuống, là tôi. Cả hai người nhìn lên, cô gái đó mặc cái áo đen bóng nửa người, chiếc quần đùi đen để lộ đôi chân trắng, đôi bốt đen dài gần đầu gối và cũng đeo mặt nạ. Cô ngồi gọn trên cành cây to chĩa ra ngoài chân thả xuống trông thật oai mà cũng thật đẹp. Trên tay là một cây sáo dài. Số 17 nhìn cô với ánh mắt ngỡ ngàng nụ cười nhẹ trên khuôn mặt của cô gái đó khiến số 17 càng thêm hứng thú. Cô ta thản nhiên nói một cách từ tốn, hai người giỏi thật ý thoát được sự truy bắt của chữ A đấy. à thì ra lại là top. Sao có yêu nữ thế này? Số 13 nói vẻ nói nhí nhảnh tiếp, thực ra không phải chúng tôi thoát được mà vì chắc đám yêu nữ đó đã biết trước cô ở đây đúng không? Số 17 tiếp lời và cô chắc là chữ D rồi cô gái tỏ ra hãnh diện, ô, tôi nổi vậy sao, đâu có, có bốn cô gái, ba người kia là A, B, C rồi thì chắc chắn cô là chữ D rồi câu nói này khiến cô hụt hẫng, đổi ngay thái độ. Mấy tên nhóc này, ta sẽ cho các người biết tay. Số 13 đang thể đùa cợt, ê cô gái à, lần sau thổi thì phải chơi bài nào vui vui tí, bài này chán nhảm oa. Cô gái quay xuống nhìn hai người với ánh mắt lạnh lùng cô gái áo đen từ trên cây nhảy xuống đất, chân chống chân quỳ, rồi từ từ đứng lên một cách hoai phong, buồn vì tôi chỉ biết một bài đó thôi. Đang ngân nga thì các người vác xác đến, vậy thì khỏi đi, ê cái con người này, lại vì tấm bản đồ chứ gì, các người đã có một nửa rồi, còn muốn lấy nữa sao? ha, hỏi thừa, chỗ đấy thì sao đủ, giao nộp ba phần còn lại đây, tôi sẽ tha, không thì, vớ vẩn các người đang cầm hai miếng rồi con gì, bọn ta không có miếng thứ hai, vậy nó ở đâu? Về mà hỏi bố ngươi đi, muốn lấy bản đồ sao, trước hết phải vượt qua xác chúng tôi đã, vậy thì đừng trách chữ D không nương tay. Chữ D, còn gọi là Đa Chi, chạy lại phía số 13 vì cậu đang cầm tấm bản đồ để sâu vào trong áo với vũ khí là cây sao dài, cô dơ thẳng lên định vụt số 13 thì số 17 đã cản được. Hai người lại tiếp tục đối đầu. Số 17 ra hiệu cho số 13 cầm tấm bản đồ đi trước để cậu ta ở lại cản đa chi. Cô rất nhanh nhẹn, đòn tấn công nào của số 17 cô cũng đỡ và tránh được. Nhìn lói đánh của Đa Chi, số 17 khẳng định, này cô gái, học võ ở đâu mà lợi hại vậy số 17 hỏi khi đang giữ tay của Đa Chi, liên quan gì? Cô nhanh chóng gạt tay số 17 ra. Thấy số 13 chạy cô liền đuổi theo. Số 17 chạy lại từ phía sau ghi cổ cô để ngăn cản. Cô dãy dụa rồi nhanh trí đưa tay vòng về sau cổ số 17. Lấy sức vật cậu ngã xoài ra đất kêu mấy tiếng. Á, à, ác quá dậy. Đa Chi vừa định chạy đi thì số 17 cầm tay Đa Chi kéo cô lại. Cô đá móc ngược về sau để số 17 buông tay, thuận tay mình cầm luôn cây sáo vụt nhang mặt số 17, nhưng lúc cây sáo gần đến mặt số 17 thì lưỡng lự dừng lại. Không hiểu vì sao nhìn vào đôi mắt long lanh của số 17 khiến cô mềm lòng không thể ra tay, rụt ngay cây sáo lại, đập bốp cái vào vai số 17 làm cậu ngã ra đất, sao cậu? Tôi không biết chắc tại bổn cô nương không muốn hủy khuôn mặt đẹp trai nên tha đấy. Nói xong cô lại chạy đuổi theo số 13, cô lướt trên tấm ván trượt tự động, ánh mắt thận trọng nhìn theo. Cô chụm hai chân, dậm một cái, lập tức bốn chiếc bánh xe con dưới giày xuất hiện. Cô tiếp tục đi nhanh và dừng lại trước con giường trơn đầy nước, chết đường ướt, nếu vậy mình sẽ ngã mất mình không thể đi vào nước được. Cô ngay lập tức nghĩ đến cây. Trước khi số 17 đuổi kịp cô đã trèo lên cây. Con đường này trồng rơ rát nhiều cây xanh to, nhiều cành rất thuận lợi cho đa chi bởi cô có thế mạnh là leo trèo. Cô dung dây kéo mình từ cành nọ sang cành kia còn nhanh hơn so với tốc độ lướt của số 17 số 17 vẫn đuổi theo bên dưới, vẻ vừa ngỡ ngàng cũng vừa than phục hiện rõ trên khuôn mặt khi thấy Đa Chi như chạy trên những cành cây. Đang mải ngắm hình Đa Chi quên cả nhiệm vụ, cậu liền nghĩ cách. Số 17 đã nghĩ ra cách gì đó nên dừng lại nhặt cái dây thừng bên đường. Đa Chi gần đuổi kịp số 13, chỉ còn một đoạn ngắn nữa là được. Số 17 quan sát và dự đoán cành cây tiếp theo mà Đa Chi sẽ nhảy đến, liền cố chạy nhanh, ném sợi dây lên thít chặt lấy cành cây, đầu dây có buộc một viên gạch để có lực cuốn. Chỉ đợi lúc Đa Chi chạy đến cậu dùng sức kéo mạnh làm gãy cành cây, tiếng A, A, vang lên rồi Đa Chi rơi xuống. Số 17 lo lắng, vội vàng chạy lại đỡ Đa Chi trước khi cô bị rơi xuống. Đa Chi vì một phen hốt hoảng giờ vẫn nhắm tịt mắt lại, cô gái an toàn rồi. Đa Chi mở mắt ra thấy số 17 đang bế mình. Cô hét lên, thả ta ra. Số 17 thấy thế thả tay, làm cô rơi bụp phát xuống đất. A. À. A à, tứ giận, đứng dậy lấy đà đá thẳng một cái cào ngực số 17 khiến cậu ngã ra đất bất động, hưm, bực oa a ca. Cô nhìn lại, thấy số 17 nằm yên bất động, ê ê cô tỏ ra hơi lo lắng, ngồi xuống lật người số 17 lại và nâng nhẹ đầu cậu lên, thở mạnh một tiếng. Cô nhìn khuôn mặt của số 17, dù đã đeo mặt nạ nhưng trông cậu vẫn rất anh tú. Bỗng số 17 mở to mắt, dướn lên hôn nhẹ vào má đa chi. Cô trợn tròn mắt, hất số 17 xuống đất, hăm ai cho làm thế với bổn cô nương, há gì cơ. Cậu đứng lên xuổi quần áo, thật vô lễ, âu oh có gì đâu không nói nhiều nữa, mau theo tôi, xem ra cô bé có vẻ là người có tình hơn các chị của cô rồi, vậy sao lại phải bắt tôi, không nói nhiều, đừng tưởng cậu vừa làm vậy mà tôi tha chọn ha. Nói xong cầm cây sáo chạy lại tấn công số 17, vẻ mặt vẫn tỏ ra lạnh lùng. Đa chi bật nhảy lên, cầm cây sáo trong tay đánh xuống, số 17 nhanh chóng đỡ bằng cách đan chéo hai cổ tay, và đá vào tay đa chi khiến cây sáo bị văng ra ngoài hai người đánh nhau bằng tay không? Nếu muốn thoát trừ khi đánh bại tôi, không ngờ cậu cũng khỏe đấy chứ chữ đi số 17 giờ cú đấm tấn công đa chi, cô đều tránh được bằng cách tránh phải tránh trái. Một cú đấm nữa của số 17 đột ngột đến, cô nhảy quay một vòng đá trúng vai số 17 làm cậu lùi lại mấy bước. Tiện đấy, cô chạy lại cầm cổ tay số 17 gập về sau lưng. Số 17 định dùng chân để thoát khỏi tư thế này nhưng Da Chi phản ứng nhanh, cô đá khẩu chân phải khiến cậu khụy xuống đất, kêu vài tiếng, tôi biết cậu không nỡ đánh con gái mà, nên mới nương tay. Sao chứ hả, ai cần nhường bọn ma nữ các người, vậy ư, nếu không cú đấm vừa nãy đã khiến tôi đọ ván rồi. Số 17 càng cố rằng tay ra nhưng càng bị Da Chi giữ chặt. Đúng lúc đám Adi chạy đến, Da Chi... Đa Chi quay lại đúng lúc không để ý, số 17 vùng dậy, quay ngược lại, dùng khửu tay đập một cái vào huyệt vai gáy, khiến Đa Chi ngất đi rồi bỏ chạy. Adi chạy đến đỡ Đa Chi cũng không quên ra lệnh cho người đuổi theo số 17, Đa Chi, em không sao chứ, gạch dưới cô gái áo đổ gọi một cách hoảng hốt, chị Adi, chúng ta nên đưa Đa Chi về đã. Cô gái áo vàng nói trong sự lo lắng. Chương 2, buổi trực nhật thú vị. Nghe chọn bộ tại mê audio com Ngôi trường thiên thần nằm sừng sững bên mặt đường to nhất thành phố Học sinh được buổi đi học đầu tiên sau kỳ nghỉ hè nôn náo dồn dập tìm lớp rồi tìm nhau nói chuyện rôm giả Cạnh cổng trường có mấy quán nước cũng đã chật hết người Học sinh người nào người nấy ăn mặc chỉnh tề, đúng đồng phục trường Ngôi trường to, rộng, xây dựng 4 khối A, B, C, D Mỗi năm đều chỉnh sửa gọn đẹp Riêng khối D là khối dành riêng cho học sinh tốt nghiệp nhưng chưa đỗ đại học cần ở lại để dạy bảo thêm trước khi ra ngoài và được gọi là lớp 14. Sân trường sạch sẽ, nhiều cây xanh và hàng ghế đá xếp dài. Ồn ào nhất là trên cái biển lớp 12A4. Cả lớp đang ồn ào hỗn loạn, bạn bè lâu này không gặp bao chuyện bàn tán, hỏi Han. Lớp này chẳng có mấy ai được cho là hot boy, chơi với nhau cũng không thân lắm. Lớp 12 rồi mà các cô cậu vẫn tỏ ra trẻ con, được cái tính kẹt xỉ, vì là học sinh thì làm gì có tiền chiêu đãi bạn nhưng lại có tiền để đi chơi game. Như năm ngoái, mấy cậu nhóc sẵn sàng trốn học, trốn liên hoan để dành tiền đi game và giờ cũng chẳng khác gì. Đúng là học sinh chỉ biết nghịch thôi. Đám con gái bàn tán. Bọn con gái đến cũng đủ rồi còn thiếu ai nữa nhỉ? bông lớp trưởng nhìn quanh lớp còn ba con hay chơi với nhau mi ly lam à ca còn Jin và mỹ lệ nữa cô bạn gái dễ thương hỏi câu hỏi khác để đổi chủ đề nè các bà trong lớp giờ ai sinh nhất nhỉ lúc đầu nhìn đám con mi có vẻ xinh đấy nhưng nhìn lâu thì thấy cũng bình thường à ca còn đám con nhàn nữa nhìn cũng được mơ gạch dưới bông nói là được gọi là thần bói của lớp vì cậu ta đoán cũng gần chính xác nhìn dậy thui nhưng nhìn kỹ thì mỹ lệ cũng xinh đáo để ý chứ nhưng đa số con trai lớp mình hay chơi với mấy đám con mi còn gì cả lũ nhìn ra phía bên cạnh mi lam đang tán phét với mấy đứa con trai tò mò nhưng sao đám con trai cứ sán lại chúng nó dậy nhỉ trời giờ còn hỏi a ca bọn nó sinh mà một giọng nặng nề bỗng cất lên, nè các bà ơi, dùng cả mình. Cả lũ, cái gì? Đợt trước thằng Nam bọn nó chơi với đám con mi và nhàn do nó có đứa người yêu cơ hơi bị to luôn, có nghĩa là có thế lực ý ha. Úm um nhưng bây giờ chúng nó chia tay nhưng chơi với nhau vẫn là thói uân ui. Mà con mi chỉ yêu những thằng có cơ thui chứ không thì nó bỏ luôn. Mà tôi thấy chơi với con mi còn hay hơn chơi với con nhàn ung tôi cũng thấy thế, nói ra thì bảo nói xấu nhưng con nà y kêu quá mà, ấy, dạy thấy Jin thế nào, tính cũng tốt, dễ gần nhưng có vẻ hơi lạnh lùng. Mà chúng nó chả nói min lớp mình thích Jin còn gì nữa. Đứa con trai nào đó chen vào, mấy bà chim lợn cũng đúng ý chứ, tưởng ai thì ra là tuyên. Tôi tưởng ông thích chơi với nhàn chứ trời con nào chứ con nhàn rẻ rách chẳng thèm chơi, nói năng độc địa, kiêu vãi xít, âu oh ha, này cá chê cơ a ca, um. Con đấy trai mà không có cơ thì còn lâu nó mới theo, bên ngoài thì bôi phân chát xón. Cứ như bông nè, xinh tươi. Bông ngồi cạnh tỏ ra khiêm tốn, cung cung, thui đi ông làm bạn ấy phỏng cả mũi dùi kia. Cả đám cười ầm lên. Tuyên tò mò hỏi, Aka mà Jin chưa đến sao, yêu yêu giờ lại nhắc đến Jin cơ Aka, có vấn đề rồi nha. Không ý tôi hỏi xem vậy thôi, vì qua thấy mấy đứa bảo Jin nhìn xinh lắm, muốn xem thôi mà. Tiếng trống tùng, tùng, báo giờ vào học, cô gái tóc thả xuống đến vai hơi phớt màu vàng hớt hải chạy vào lớp. Tiếng ô, đồng thanh khiến cô gái ngạc nhiên, có chuyện gì với lớp mình dậy? trông bà xinh quá nên chúng nó mới hô lên chứ sao, đổi mới rồi ca nhìn cũng được đấy lệ ca cảm ơn, cũng bình thường, tôi chỉ làm lại tóc thui mờ. Lệ e ngại chạy ngay vào chỗ mình. Khuôn mặt trái xoan, tóc cắt chữ VF thả xuống trông mới nữ tính chứ. Với dáng người cao 1m60 cũng đủ để nam nhìn không rời mắt. Đứa ngồi cạnh là Việt nói yêu, sau bao nhiêu ngày không gặp đã khác rồi, sinh ra đấy nha, chuyện tôi mở lại. Vốn lệ là người cũng không phải quá tự tin, nhưng khi được một bạn gái an ủi cô đã tự tin hơn và người đó chính là Jin. Cậu bạn Min ngồi cuối lớp vẫn cười đùa với mấy đứa bạn. Tiếng ồ, lần nữa lại vang lên khi Tiểu Anh bước vào một cô bé với đôi giày mùa hè kiểu mốt, áo sơ vin vào cái quần bò ôm sát chân, mái tóc đen buộc cao lên trông thật cá tính. Tiên vừa nói vừa hít vai Min Hoa, lại thêm một hot girl nhập tịch rồi. Min đang cười nói thấy tiểu anh đến cậu ngừng lại và nhìn, lớp ta nhiều hot girl quá ta. Không dám, nhận cái chức danh ấy có người ghen chít. Ý của cậu là nói đến nhàn đang ngồi sưng xỉa ở cuối lớp vẻ không thích thú. Tiểu Anh đi lại chỗ lệ cười một cái, "Chào vui chứ." "Tất nhiên, cảm ơn cậu." Đám con gái xúm lại chỗ hai người hỏi, "Các bà rủ nhau cùng đi làm đẹp hả, mỗi người một phong cách tuyệt quả ý chứ." Mi cũng ôn hòa lên hỏi thăm, "Sự thật tôi không ưa các cậu vì các cậu làm đẹp hơn tôi nhưng tôi cũng phải công nhận." "Jin cái tóc bà làm ở đâu mà đẹp ý?" câu nói này lại làm cả lũ phải bật cười còn nhàn thì có vẻ càng tức tối vì không ai để ý. Năm lớp 10 vừa vào cô đã được nhiều người để ý nhưng giờ không ai thèm ngó đến mà chả bực mình. Tiếng cốc, cốc từ đôi guốc của cô giáo đi vào lớp. Cô Nguyệt cô giáo chủ nhiệm lớp 12A4 gạch dưới trẻ, đầy sức sống và hơn nữa còn rất quan tâm đến học sinh. Cô bước lên bục giảng vẻ nghiêm túc. Cả lớp nhanh chóng ổn định. Cả lớp ngồi cô vuốt mái tóc cửa sửa lại chiếc áo sơ mi cho thật gọn trông các em lớp mình ai cũng khác ý nhỉ sinh ra ý chứ đám con trai nói leo vâng nhưng vẫn chưa sinh bằng cô a ca cả lớp cười ầm lên vì câu nói đó cô giáo cũng vui tính cười cùng um cô cũng thấy thế đấy mà nhìn cả gái trai ai nấy cũng khác nhỉ cô giáo thấy bọn em sinh hơn không a ca một nan sinh phía cuối lớp nói leo không mà là đen hơn mới đúng Câu nói đùa làm cả lớp cười ầm lên. Cô nói tiếp, hôm nay là buổi đầu tiên, ai sung phong trực nhật nào? Cả lớp đùn đẩy nhau không ai muốn làm. Mỹ lệ lớp phó của lớp đứng lên ý kiến, rồi em lệ em sung phong đi hả? Dạ không em chỉ định bầu cử thui aka. Cô cứ chọn bạn Tiểu Anh và bạn Min là được rồi ạ. À? Um cũng được thế thì Min và Tiểu Anh nhưng vẫn phải chọn nữa. Min bất ngờ, hả em phải ở lại trực nhật sao? chết còn vụ đi đánh liên minh cùng mấy đứa thì. Cả lớp hô, à a à, ca đi đánh game nha. Cô vờ nghiêm túc, anh ý, hay chơi điện tử lắm ý, phải chú tâm vào mà trực nhật chứ, hả cô giáo, chứ không phải là chú tâm vào học sao. Cô giáo mặc kệ lại phân công, thứ ba là, lệ ai bảo xui, lệ kêu, há dậy mà cũng bị sao. Cô giáo nói, và anh nam, pizza nữa. Cả lũ vỗ tay ầm lên vì mình không phải đi buổi tập trung xong là giải tán, chỉ có mấy nhóc được phân công là ở lại trực nhật. Nói là trực nhật nhưng đi chơi là nhiều. min tỏ ra chăm chỉ kêu, mấy người kê hộ tôi cái bàn này với. Từng người phản đối, nhưng trong khi họ cũng đang giành. Lệ kêu, tôi đang vào Facebook bận lắm không giúp được. Nam, tôi cũng thế, vậy ai bê với tôi đây? Jin cậu đang rảnh thay, tôi rảnh nhưng cậu đâu có thích tôi làm cậu ghét tôi lắm cơ mà. Nè nói phải có căn cứ chứ tôi ghét cậu hồi nào, thế a dạy được tôi giúp. Min có điều gì đó khó nói, câu nói hiện ra trong đầu, không phải tôi ghét không chơi với cậu mà tôi ngại thôi, ngốc quá mà, nhưng cậu không thể nói ra được. Hai người cùng nhau bê chiếc bàn đó ra ngoài. Thấy vậy mấy đứa lại bàn tán, nè, các ông thấy cặp này hình như có vấn đề, ừm tôi cũng thấy dậy đấy. Pizza hỏi. Tôi đang đói có ai có gì ăn không dậy? Nè có đấy. Lệ đưa mấy cái bánh sô-cô-la cho pizza, surprise. Tốt quá, mà lệ có sở thích ăn sô-cô-la từ bao giờ dậy, không phải tôi, người khác cơ. Min kéo tiểu anh đến trước cửa phòng để đồ dùng học sinh, Jin à, vào đi, đúng thiệt là. Nói trong sự tức tối vì không muốn làm. Nhìn xung quanh, bao đồ dùng, một đống bàn ghế xếp gọn để tùy ý lựa chọn. Jin lục xung quanh bởi tính tò mò. Lục vào trong ngăn bàn thấy thứ gì đó. Một cái túi đen, bên trong là một con chuột máy tính LES, một con chip nhỏ không biết có nội dung gì và một cái USB sao lại có ở đây nhỉ, lại ghi là trung học phổ thông thiên thần. Đang suy luận thì Min gọi lại khi cậu chọn được cái bàn. Jin thở mạnh một cái, cất cái túi đó và chỗ cũ, Jin, làm gì mà lâu thế à, rùi, đến đây. Có việc gì? phiền cậu trèo lên kéo cái dây trăng bàn ra, trời, sao lại bắt. Cậu để ngón trỏ lên moi Jin ý không muốn cô nói, tôi to xác thế này lên có mà sập à, ừm, cũng phải, leo cẩn thận đấy. Không phải lo, vừa kéo được cái dây, vì nơi Jin đứng lên là mép bàn, không may trượt chân ngã. Min chạy lại đỡ, vòng tay cậu ôm trọn lấy Jin, để lưng mình đỡ cái bàn đổ xuống. Jin vẫn chưa hết bàng hoang, hỏi tham. Min, cậu có sao không? Cậu có vẻ hơi lo lắng. Jin nhanh chóng dựng chiếc bàn, chồng lên hỏi tiếp, không sao chứ? Ai mượn cậu đỡ hộ để bị thương? Min chỉ kêu vài câu à, ai? Rồi lại đứng lên, xoa tay vào vết thương, may mà không sao. Là tôi còn vậy, nếu là cậu chắc bẹo dí từ lâu rồi, cậu không sao thật chứ, hình như có đấy, xem sau lưng đi. Jin thở mạnh một cái rồi ra phía sau Min. Cô động vào vết thương, chỗ này hả? Không, trên một chút. Đúng lúc một cô giáo lạ đi vào. Cô chạc 30 tuổi, tóc để quăn, khuôn mặt có vẻ gì đó lo lắng. Jin và Min nghiêm túc chào, "Em chào cô ạ." À, chỉ một câu đáp lại. Ừm, cô giáo lạ mặt vội vã đi về phía ngăn bàn lấy ngay chiếc túi bóng đỏ đựng đồ rồi mải móng đi ra ngoài. Jin thấy lạ nè đây là cô nào nhìn lạ quá trong trường còn nhiều cô mới đến tụi mình sao biết hết được jin nghĩ tỏ ra nghi ngờ nhưng khi min gọi cô không nghĩ nữa quay về phòng học pizza lệ nam đang cười cười nói nói jin gọi ra giúp cái nào kê chiếc bàn đó là xong việc còn sớm họ ngồi lại nói chuyện với nhau min sao trông mày buồn vậy thất tình à à chắc lại do em mi hay do em ngọc tụi bay vớ vẩn vừa thôi chứ tao làm gì để ý mấy nhóc con đó êu êu không để ý cơ min nhìn qua chỗ jin và chỗ lệ đang cười nói có ai giới thiệu à nhưng tôi chẳng cần đẹp dai như vậy đầy đứa theo nam với pizza quay lại phía hai đứa con gái họ nhìn lệ sau đó lại nhìn jin để biết min nhìn ai nè nam ông nghĩ ai chẳng biết, Jin, Lệ à, lại đây ngồi nói chuyện một chút, gạch dưới pizza gọi. Hai người đi lại ngồi lên bàn gần đó. Rời khỏi trường cô vẫn thấy vui. Cô cũng không hiểu vì sao mình có cảm giác đó, cái cảm giác nôn nao khi để ý đến anh chàng Min. Nhưng hình mẫu lý tưởng của Jin là thể hơi lạnh lùng nhưng vẫn quan tâm đến người khác và quan trọng là trung thủy, hay tên Min đó nhìn cũng được đấy không có lạnh lùng thì lấy đầm ấm càng vui vừa đi vừa nghe nhạc, cô nhớ lại cảnh vừa nãy làm cô hơi ngượng ngùng, MK Pai nghĩ vừa về hắn ta ui chứ nghĩ nhiều oa lại thích hắn thì toi. Lúc giờ anh chàng Min đang đi trên cái xe đạp địa hình nhìn cũng rất oai. Cậu vừa đi vừa cười tủm chắc lại nhớ chuyện nãy. Cậu bỗng nhớ đến vết thương sau lưng, chạm nhẹ vào nói. Cậu ta đúng thật là người ta giúp mà không một lời cảm ơn vừa nói xong bỗng cậu nghe thấy tiếng nói vọng từ đâu đó lại, đứng lại đứng lại mau. Tiếng hét lớn của người đàn ông cao to mặc bộ vét đen. Không các người đừng hòng bắt ta, ta không có tiền trả và cũng không đi với mấy người đâu. Tính của Jin, vừa chạy vừa nói. Min tỏ ra tò mò, sao cậu ta bị đuổi dậy. Jin đeo cái cặp có chữ Nuis, vừa chạy vừa cười tâu tuét, như kiểu cô cho đó là trò đùa hai tên cao to mặc bộ đồ đen đuổi theo jin một tên dọa không đứng lại thì chết với bọn tôi đây jin chạy vào một ngõ nhỏ đường đó có ngã ba cô chưa kịp chọn hướng thì một bàn tay kéo cô vào trốn sau góc tường nói nhỏ min đây yên lặng đi hai tên kia vừa lúc đuổi đến min kéo sát jin vào mình vì góc tường quá bé tay bịt miệng jin lại vì sợ cô hốt hoàng cả hai đứng yên lặng tim như ngừng đập hồi hộp chờ bọn áo đen đi qua hai tên đó vừa đi cả hai ngừa thở phào nhẹ nhõm jin nhanh chóng đẩy min ra tỏ vẻ hơi ngại ngùng mắt đảo lộn xung quanh a ca cảm ơn vì đã giúp tôi không có gì tôi là người ưa chính nghĩa mà há ưa chính nghĩa á thui đi ông cụ non tự sướng hoài hăm mà sao cậu bị bọn họ đuổi dậy min tò mò nhưng cũng tỏ ra quan tâm ờ thì hay nhà cậu thiếu nợ vay nặng lãi của bọn chúng ư ơ ờ, cậu nghĩ dậy cũng được cô vô cớ tức giận, nói xong bỏ đi luôn. Min không hiểu vì sao Jin giận mình, cậu cười qua một cái rồi chạy theo Jin, nè để tôi đưa về cho, bía bía không cần đâu. Trời, tiếng Việt còn chưa sõi nữa là tiếng Trung. Cứ đi đi tôi đi xe đạp mà. Lát sau, Jin ngồi sau xe đạp của Min. Hai người yên lặng không nói gì. Jin cười mỉm khi nghĩ lại chuyện vừa nãy. Vì Min và Jim đang tuổi trưởng thành, làm sao tránh được sự rung động của người khác giới? Min mở lời trước để không khí đỡ ảm đạm. Nhà cậu ở đâu, dậy còn xa không? Ai bảo cậu tôi định đi về nhà? Nhà tôi đi lối ngược lại cơ mà. Há không phải chứ? Sao cậu không nói? Cậu cứ đi có hỏi han tôi đâu? Xe dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ cũ kỹ. Min hỏi tắt. Đây là um, nhà mẹ nuôi tôi, đằng nào cũng đi ở đây cũng được. Rùi cảm ơn cậu. Jin nói xong xuống ngay khỏi xe. Ờ, uh, dậy tôi về đây. Um. Bye, Min phóng xe đi ngay. Vừa đi cậu vừa suy nghĩ. Cậu ta rất dễ gần, dễ thương ấy chứ. Giọng thì rất ấm. Mình thích rồi đấy. chương 3. Chuyến đi biển hài hước. Nghe chọn bộ tại mê audio com. Vị trí. Sầm sơn, biển, sóng biển vỗ vào bờ, từng tiếng ầm. Ầm, y y đan sen vào nhau. Những cơn gió mát thổi vào làm dịu đi cái nắng hè gay gắt. Jin mặc chiếc quần đùi ngắn với cái áo ba lỗ nửa người, nằm vươn dài trên chiếc ghế của quán nước dựng trên bãi cát. Cô đang tận hưởng cảm giác thoải mái từ những cơn gió biển thổi vào. Người em trai nằm bên cạnh cô khoảng chừng 10 tuổi vừa uống cốc nước dừa vừa hỏi chị, chị Tiểu Anh đi bơi đi vẻ mặt cậu bé ngây ngô của trẻ nhỏ, không mày cứ trêu đều chị, chị cho ăn đòn giờ đấy, aka chị không biết bơi chứ gì, ha ha, em, đúng là đồ em đều mà dám thách cả chị sao? Cô quay sang phía bên cạnh, cách đó không xa có một đám con gái đang tụ tập ngồi xung quanh một đứa con trai nào đó. Cô cười nửa miệng tự nói. Hắn ta đúng là có số đào hoa mà chắc là con nhà giàu nên chúng nó mới bu lại thế kia chứ chắc mặt mũi cũng bình thường thôi. Đưa em nằm bên cạnh nói chen vào. Chưa gặp sao biết người ta không đẹp chứ? Em nghe nói anh ta mấy ngày nay đang là tâm điểm chú ý của các cô gái đấy, chị thấy sao? Chị có muốn không, lại làm quen chút chứ? No no, chị không thích những thứ lăng nhăng như thế, nhìn ngứa cả mắt, được, chị em thật có tính cách không trang hoa. Chép chép tốt nè, em có muốn chơi trò chơi không? Jin suy nghĩ điều gì đó, vẻ mặt đầy mưu mẹo, tất nhiên có chứ đám con gái quần áo sexy đang vây quanh anh chàng nào đấy? Cậu ta cũng khoảng chừng 18 tuổi nhìn khuôn mặt non trẻ thì biết. Với chiều cao 1m80, body trông cũng rất đẹp, khuôn mặt hơi lạnh lùng nhưng bù lại cậu ta có đôi mắt long lanh. Mái tóc phớt vàng cùng bộ tóc mái trông thật ngầu. Chỉ cần cậu ta cười nhẹ cũng đủ thấy được vẻ điển trai trên khuôn mặt. Cậu vẫn tỏ ra thản nhiên khi có bao cô gái sexy ngồi cạnh. Cậu nhìn sang phía bên thấy hai chị em nhà nào đó vẫn nằm ở ghế một mình khiến cậu suy nghĩ. Cậu hỏi mấy người bên cạnh, mấy chị cho em hỏi cô bé bên đó. Cậu đưa tay chỉ về phía Jin. Mấy đứa con gái tranh nhau, anh ấy hỏi tôi chứ để tôi trả lời, ai bảo anh ấy hỏi tôi chứ, ai nói cũng được. Giọng cô gái này có vẻ khó chịu một cô gái điệu đà nói anh ơi người bên kia à, cô ta ở đây cũng mấy ngày rồi anh không biết sao. Cô gái ngồi cạnh đó kích câu, chẳng nhẽ anh lại để ý đến con bé đó sao, hay là do nó không dễ ý anh khiến anh thấy bực. Các cô nói đều đúng hết nhưng tôi không thấy có hứng thú. Cả với mấy cô nữa, vẻ mặt cậu ta vẫn lạnh lùng. Nói xong cậu đứng dậy đi ngay khỏi đó để lại cho họ sự tiếc nuối cậu ta cười trần nhưng lại mặc quần lửng đi tắm biển, tai thì xuyên 3,4 lỗ liền vẻ rất ăn chơi. Jin nháy mắt với cậu em, nói, bắt đầu bày trận đi, chị nhìn hắn ta ngứa mắt quá rồi. Đúng tên háo sắc, cậu em cười tâu đáp lại, ok chị. Jin để ý mọi hành động của cậu ta, thấy cậu lau nhẹ chút mồ hôi trên trán cô nghĩ ngay cậu ta đang thiếu nước và sẽ chạy lại mua đồ uống. Chắc chắn cậu ta phải đến nơi gần nhất để mua đồ uống. Jin vẫn giữ thái độ như thường, đeo cặp kính đen lên đầu, hít thở thật sâu. Đúng như dự đoán của cô, cậu ta đi phía cô nằm. Cô vờ nhắm mắt, một bên ti hí để theo dõi cậu ta, liếm nhẹ làn môi trên và cười nhạt. Cậu ta cởi trần, mặc quần đùi đen, body trông mới quyến rũ chứ. Cậu đi lại quán nước, trông dáng đi cũng thể hiện sự sang chảnh của một công tử đào hoa. Jin nôn nóng muốn người con trai này đi lại nhưng thật không may là cậu ta vừa đến gần quán nước thì có tiếng gọi, thiên thiên, lại đây. Thiên là cậu con trai lớn của gia đình giàu có và tên thường gọi là Gen. Cậu ta quay nhẹ sang thấy đám bạn ngồi gần đó cậu đi lại luôn. Jin nhìn theo, cô hơi bức bỏ ngay cặp kính đen trên đầu xuống cầu nhau, hâm, đến rồi lại còn đi nữa là sao? Cậu em ngồi cạnh chép chép miềng cười đều ô kìa, có người muốn chọc phà mà không thành công kìa. Nghe câu nói của em trai cô càng bực khi không thể làm gì anh bạn vừa nãy. Tiện bên cạnh có cốc nước cô cần uống vài hụm cho dỡ bực, đang phồng miệng uống thấy vị mặn mặn trong lưỡi và cốc nước trong tay cô màu có vẻ đột. Cô nhủ ngay nước trong miệng mình sang một bên hỏi cô chủ quán, cô ơi, nước gì đây, cháu gọi nước dừa mà, cô chủ quán vừa trả lời, ối giời cháu ơi, đấy là nước muối rửa ngao mà cậu em cháu xin đấy. Thằng em trai quay sang cười tuét miệng, hi hi, em uống hết của chị rồi, so gì chị nhá. Jin tròn mắt nhìn cộc nước rồi đặt ngay xuống bàn, vội lau nước quanh miệng, trách em. Nè, nhóc con sao không bảo chị hả? Giờ tính sao, đau bụng chị thì đo mà đền, ok chị, em sẽ đền cho chị mấy viên bi thôi ha ha, ham, tên e hư này. Cô bực bội vì không trêu được người con trai háo sắc đó mà lại còn tự hại thân. Cô tiếp tục nằm phục xuống ghế vì thằng em cô đã chạy biến. Cậu ta đi qua chỗ Jin để lại chỗ mấy đứa bạn ngồi, Jin gọi. Bạn gì ơi cẩn thận đấy. Cậu ta tỏ ra kiêu căng không thèm quay lại vì nghi cô gái đó định làm quen với mình. Một phát ngã bụp ụp vấp phải cái dây ngã đập mặt xuống cát. Cậu vừa bực mình vừa ngại đứng ngay dậy nói: Ai làm việc này đây hả? nét bực bội lộ rõ trên khuôn mặt cậu. Jin đứng dậy đeo cặp kính đen lên đầu rồi nói: Cậu không sao chứ? Tại thằng em tôi nghịch ngợm quá ý mà. Cô thản nhiên không chút hối lỗi. Mấy người xung quanh vẫn nhìn cậu ta và cười khiến cậu càng thêm ngại sao cô bé không nói sớm cho anh biết đấy là trò nghịch ngợm của em trai để anh còn tránh chứ ha gì tôi có bảo mà ai chả nghe thấy à tôi chắc chúng ta cũng chỉ ngang tuổi nhau thôi gọi tôi là cô em chắc cũng không hợp lý lắm đâu dậy sao thế mà những cô gái khác luôn muốn tôi gọi bằng em đó hen jin thản nhiên thở mạnh một cái quay người lại phía thằng em trai đang nghịch ngợm em trai mình đi tắm đi nói xong cô cũng đi luôn không thèm nhìn cậu ta một lần thái độ đó khiến cậu ta thấy kỳ lạ trời chưa có ai gặp mình mà không muốn nhìn lần thứ hai sao con nhỏ này cậu lại tiếp tục đi đến chỗ đám bạn đang tụ tập ngồi gần đó vừa đi lại đám bạn đã cười ồ lên ha ha sao thảm hại quá anh bạn con bé đó cũng gan ấy chứ dám động cả vào gen nữa cơ nè gen ông định để yên cho con nhỏ đó sao vậy thì phải làm gì biết cậu ta là ai đâu chứ Zen vẫn tỏ ra lạnh lùng nhìn xung quanh một tên nữa xen vào thôi mấy người người ta là con nhà lành không phải người để các ông trêu chọc đâu mà tôi thấy nhóc đó cũng dễ thương ý chứ thôi mọi người xuống tắm đi dù cả mấy em chân dài nữa chứ gạch dưới ai ân tỏ ra hào hứng ô tề đi cả ba người cùng chạy trên nền cát rồi nhảy sống nước họ rủ nhau thi bơi ngược với chiều sóng Gen ta là con nhà giàu nên cái gì cũng biết, trong đó có cả môn bơi lội. Cậu đã đạt giải nhì trong cuộc thi bơi lội các trường trong và ngoài tỉnh. Jin và thằng em trai tên Hỏa Anh đang cùng chèo lái trên con thuyền bé tí chỉ đủ hai người. Jin đứng dậy đưa tay ra hóng gió biển cũng không quên dặn em, "Nè lái cẩn thận không chị ngã đấy, chị cứ yên tâm em." Tay lái lụa mờ, cô nhắm mắt hít một hơi thật dài rồi mở to mắt ngắm cảnh biển. Oa, càng về trưa nước biển càng lấp lánh. Có tiếng gọi từ xa vọng đến, vòng tiểu anh. Lên bờ ngay cho mẹ. Cô quay lại vẻ khó chịu nhưng cũng trả lời lại, con biết rồi. Thực tình cô cũng chưa muốn lên bờ nhưng mẹ gọi nên cô cùng cậu em lại trèo lại gần bờ cát. Hai chị em cùng nhảy xuống, cậu em trai vẫn muốn ở lại nghịch cát trên biển, tiếng gọi vừa nát lại cất lên. Các con lên chưa hả, con lên ngay đây. Jin kéo cậu em trai đi lên bờ, vừa đi vài bước thì Gen chạy qua, xô so cô ngã xuống nước. Đúng lúc cơn sóng to ngoài biển ập vào tạt cả vào mặt Jin làm cô càn bực. Cô vuốt nhẹ trên khuôn mặt đang dính đầy cát. Cậu em trai ngạc nhiên, sau đó tuét miệng cười. Jin quay lại gọi người vừa làm ngã mình, tên kia, đứng lại rần quay lại, thái độ rất thản nhiên coi như không có chuyện gì. Tia quần áo ướt gọi anh ý hả, em có vấn đề gì sao? Dù Jin đang bực nhưng cô vẫn ý thức để ý cách xưng hô, nè cậu bạn, chưa chắc ai hơn tuổi ai đâu. Cậu đi kiểu gì vây, xô so người ta ngã mà không xin lỗi, ha tôi mà phải xin lỗi cậu cô sao? Hứng, đúng thật là ngông cuồng. Cậu định trả thù đấy hả, đâu có tôi là nam nhi mà trả thù nữ nhi yếu đuối à, nhàm quá còn gì. Cô không thể nói gì vì biết người này chỉ không may chứ không phải cố tình. Cô kéo em mình rời khỏi đó, nhìn Gen với ánh mắt khó chịu. Mandy lại chép chép miệng ý trêu đều Gen. "Trời thấy chưa tôi đã bảo mà." Ian nói, "Cậu ta cũng hay thật, gặp Gen mà không chút dao động liệu cậu ta có bị gay không?" Vẻ mặt Gen vẫn tỏ ra lạnh lùng, thản nhiên như không có chuyện gì. "Chúng ta cứ bơi tiếp đi." Jen vẫn quay lại để ý hướng đi của cô bé vừa gây sự với mình, cậu ngỡ ngàng khi cô ta cùng ở khách sạn giống cậu. Jin đi vào khách sạn, cái hotel năm sao, cô đi vào quầy lễ tân đứng chờ để lấy chìa khóa và mấy thứ đồ. Trong lúc chờ cô chỉnh lại bộ quần áo ướt lượt của mình xoa xoa mái tóc ướt. Đúng lúc Jen cũng đi vào, cậu cười nhẹ khi thấy Jin đứng thần thơ ở quầy lễ tân. Jin lấy chìa khóa, vừa định đi thì không may gen dẫm vào đôi tông cô đang đi làm đứt quai dép. Jin vừa bực lại vừa ngại ngùng, A, à, nè, lại là cậu à, ô, không may thôi mà, gì mà căng, hả, con người này đúng thật là không thể chịu được mà, giờ cậu tính sao đây, nè, đổi ngay dép cho tôi hả, đổi dép, chuyện đấy là không thể vì tôi khôn đi dép mặt thang máy còn ở xa, cậu định để tôi đi chân đất luôn hả, đằng nào chả đi chân đất, miễn sao tôi không phải đi chân đất là được rồi. Tôi không có tiền mua dép đâu, nghèo vậy đấy. Hay để tôi đưa ra phương án cho cậu chọn nhá, ok, nói đi. Gen dựa vào bàn lễ tân để nghe ý của Jin. Thế này đi, một là cậu ra ngoài mua tôi đôi dép khác, hai là... Gen khoanh tay, thở mạnh một cái, không phải nói, tôi chọn cách hai luôn, tôi còn chưa nói mà. Tôi biết cậu định làm gì mà tưởng tôi khôn dám sao? Cậu em trai Jin từ đâu chạy đến, dục chị Jin đi thôi. Đợi cậu em nói xong, Gen quay trước rồi quay sau cũng không nhiều, cậu nghiêm túc đi lại phía Jin bế cô lên một cách nhẹ nhàng đi vào thang máy. Đứa em trai chỉ biết cười rồi chạy theo. Jin đang bám tay trên cơ thể săn chắc của Gen nhưng cậu ta không mặc áo làm cô ngượng, bỏ tôi xuống đi, cậu bảo không có tiền mà lại ở khách sạn năm sao à, Jin tức giận, chân tay vùng vằng, đáp lại. Vậy thì sao, không được à, có tiền thì cứ đi thôi. Thả tôi xuống mau, cậu em trai đứng dựa vào thang máy, khoanh tay trước ngực ra vẻ người lớn. Nhà em chúng thưởng một chuyến đi biển ba ngày hai đêm mà. Jin vùng vẫy, yêu cầu, thả tôi ra nhanh, ok. Zen thả tay, Jin rôi bịch. Ích xuồng đất, tiếng kêu la, a à già. Cậu em trai vừa nhìn chị vừa bịp miệng cười vì sợ chị mình ngại. Jin tức giận đứng phát dậy, việc gì cậu phải mạnh tay vậy chứ? Zen cười một vẻ xanh dờn, bảo thả thì thả thôi. Ha, cậu đúng là phiền phức, còn hơn có một số người khó ưa, sao, cậu bảo ai vậy hả? Jin thật sự thấy bực bội, chưa kịp nói lại cậu ta thì cửa thang máy mở ra, hai người phụ nữ bước vào và đứng cạnh Jin. Cô cắn chặt hàm răng vì không thể cãi nhau với Gen. Jin bực bội vừa đi vừa dậm bình bịch lên thang máy khiến mọi người đi cũng phải để ý, cậu em trai đứng bên cạnh khuyên, "Chị chị kiềm chế đi người ta đang nhìn chị như một sinh vật lạ rồi kìa, không khéo người ta lại bảo chị bị điên cũng nên, hưm, chị không bị điên đâu nha gạch dưới Jin bực bội nói. Chị không biết à chỉ có kẻ điên mới bảo mình không điên thui, hưm thằng em này cái gì cũng nói được. Người đi cạnh cũng phải khen, công nhận thằng bé thông minh thật. Điều này khiến Jin càng thấy bực bội trong khi pin vênh mặt lên vì được khen. Jen vẫn thản nhiên cười nửa miệng. Ra khỏi thang máy, Jin đi đến căn phòng 500 linh một phòng của mình để thay quần áo. Lát sau thằng em từ phòng bên cạnh đi sang chiếm luôn cái tivi làm cô phải sang phòng bố mẹ. Một người đàn ông lớn tuổi chạc 45 giọng ồm ồm nói, đi du lịch không mất tiền khiến con vui vậy sao ha? Vâng, đi ăn rình cái gì chả ngon hả papa? À ở khách sạn này có bể bơi riêng không ạ? À? Gạch dưới Jin vừa cầm non bia uống vừa hỏi một tiếng vọng ra vậy con phải cẩn thận đấy nhưng nếu không bơi lại được thì đừng cố ha mẹ của jean nói vọng ra từ phía trong mẹ jean mang ra một cái váy ngắn con mặc đi váy ngắn đấy trời sao mẹ lại đưa con bộ này con cứ mặc mấy cái quần lửng áo ngắn tay chẳng nữ tính chút nào nghe lời đi mặc vào chắc chắn đẹp rồi đi bơi thoải mái mà nhớ đi bơi phải cởi nó ra không ướt hết đấy vâng con biết rồi cô trả lời một cách miễn cưỡng. Cô mặc áo xong đi luôn khỏi phòng và hỏi đến chỗ bể bơi. Bước từ thang máy ra, thật thích khi nhìn thấy 3,4 cái bể bơi rộng rãi, nước cũng sạch nhưng chỉ toàn thấy mà xanh dưới đáy bể, nhìn mặt nước long lanh đã muốn nhảy xuống. Nhìn xung quanh cũng không nhiều người, cô búi tóc cao lên. Lúc đó, gen cũng từ thang máy bước ra thấy cô bé lúc nãy cậu giật mình trời thời này mới biết các cụ ngày xưa nói rất đúng oan ra ngõ hẹp mà jin từ từ cởi chiếc khóa đằng sau lưng để cởi chiếc váy ra gen thấy thế lo lắng không dám nhìn cậu ta đúng là hư hỏng mà cái váy đó cởi ra thì còn cái gì nữa jin bước ra khỏi chiếc váy với cái áo nửa người và cái quần đùi chun khiến gen thấy nhẹ cả người nhìn từ sau cũng thấy được jin dáng chuẩn đẹp khó tả khiến gen phải đứng lặng một lúc nhìn Jin nhìn xuống bể nước cô tỏ ra lúng túng. gen đi lại, để tôi giúp cho. Nói xong cậu đẩy luôn Jin xuống. Vì bất ngờ nên Jin chỉ kêu lên tiếng A, A, Á, rồi tùm xuống nước. gen chắp tay trước ngực cười nhếch môi, cứ thế mà tập bể này có mét 6 thôi mà chắc chưa bằng chiều cao của cậu. Gen nhìn sang hồ bên, thoạt đầu không để ý, lúc về sau Gen mới ý thức được về con số bể bên là một mét rưỡi, vậy chỗ cậu đùn cô bé xuống sẽ là một mét sáu mươi. Nếu độ cao này với người không biết bơi thì khó đấy. Không nghe tiếng cô bạn, quay lại tìm, bất giác cậu nhảy xuống bể bơi lặn xuống nước tìm. Bể bơi bắt đầu có nhiều người để ý đến anh chàng bơi dưới nước, nè cô bạn, cậu ở đâu rồi? lặn đi lặn lại không thấy người nên cậu bơi lên bám vào thành bể thở hổn hển. Một đôi chân dài đứng trước mặt gen quần áo thì ướt sũng, cậu. Lên từ bao giờ dậy, tôi lên từ cái lúc cậu đầy tôi xuống ý, gạch dưới có vẻ bực bội cô đi luôn để quên chiếc váy ở thành bể. Gen nhìn theo cô bé đó đi mà thấy bực mình vì cô bé không nhìn thẳng vào mắt cậu dù một lần, xem ra cậu ta cũng có vẻ thú vị đấy. Tiếng nói xen vào, tất nhiên rồi vì chị ý là chị em mà chép. Chép, Gen thản nhiên nhìn cậu bé với đôi mắt tròn xoe và hai bên má phúng phính trông thật dễ thương, thế sao mà nhóc này chị em không biết bơi à, cậu em vênh mặt lên, tỏ vẻ kiêu kỳ. Ai bảo anh, chị ấy bơi hơi bị giỏi đấy, thế sao mà thui em nói với anh làm gì chứ em đi đây, ê từ đã cậu bé, đi gì sớm mà anh là ai dậy chẳng là ai cả chỉ là một hot boy thôi chẳng có điều gì ngoài có điều kiện. Vẻ mặt thản nhiên ý thể hiện, Âu dậy giống em quá à, nhưng chắc anh ở trong dạng câu boy chứ gì. Thế mà anh không làm cho chị em nhìn đến một lần, chép. Dậy là quá kém rồi, sao nhóc biết, vẻ mặt khá lạnh lùng của anh làm sao mà không biết chứ, ha nhóc thách anh ư, không em chẳng hơi đâu, mà anh đừng kích chị ấy, anh kích lúc nào chứ. Gen ngơ ngác không nhớ cậu chợt nhớ lại trước lúc đẩy cô bé đó xuống cậu có nói nhỏ, cô bé, hưm, có giỏi nhảy xuống bơi đi không thì để tôi giúp. Jin bình tĩnh đối đáp. Cậu thách tôi à, nhưng tôi không thừa hơi thách đố với người chẳng ra đâu vào đâu. Jen cười nửa miệng, ha vậy cậu là con rùa rụt cổ sao không dám mà. Nhớ ra việc vừa làm nhưng cậu vẫn không thấy có lỗi. Anh thấy cũng thường thôi mà không biết bơi thì bảo người khác dậy có sao đâu chứ, Hưm, em thông báo với anh một tin chị ấy đã từng là vận động viên bơi lội đạt giải nhất trong cuộc thi bơi quốc gia đấy. Điều này làm Gen hụt hẫng, cậu không tin, nhóc bảo chị em đạt giải nhất ư. Vâng, anh không tin thì đành chịu, nhưng giờ thì chị ấy không bơi nữa. Mà Thui nói với anh chuyện này làm gì chứ? Bài anh em đi đây. Cậu bé nói xong chạy đi luôn mặc cho Gen gọi lại. chương 4, ngày cuối cùng ở biển nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com ngày cuối cùng ở biển sầm sơn jin quyết định ra ngoài bãi cát ngồi trong mấy quán nước để ngắm cảnh biển trời về trưa nắng càng rực rỡ thì càng nhiều người đi tắm biển cô mặc chiếc áo ba lỗ ôm sát người và chiếc quần lửng rộng đi lại quán nước gần biển nhất cô đi chân trần trên nền cát nóng nhưng vẫn đi từ từ để cảm nhận cái nóng của biển cô đội chắc chiếc mũ lưỡi chai vì sợ nó bị gió biển cuốn đi thì thật ngại vừa đặt chân tới quán nước cô ngạc nhiên khi thấy Gen đang ở trong quán và cũng chỉ có chiếc ghế cạnh Gen còn trống. Hâm, lại là tên phiền phức đó. Cô quay đầu, định đi sang quán khác nhưng cô nghĩ lại, hâm, sao phải sợ hắn chứ? Nói xong cô đi lại chiếc ghế dài cạnh Gen nhưng lại tỏ ra phân vân. Dường như Gen biết Jin đang đứng đó, cậu nói khoái, hình như còn mỗi cái ghế cạnh tôi thì phải, ngại thì đừng ngồi, cậu thách tôi ý hả? Gen cười nửa miệng, lạnh lùng trả lời. Cứ coi là vậy đi, nếu không thì thôi, sao không? Tôi đang mỏi chân đây. Jin nằm ngay xuống chiếc ghế đó. Cô vắt hai tay ra sau đầu, quay sang cười khỉnh, đâu có sao cậu bé. Jen cười nhẹ một cái rồi tiếp tục nằm hóng gió, không thèm để ý đến Jin. Jin cười khỉnh một cái rồi quay đi, hưm có vẻ đẹp trai đấy mà lăng nhăng thôi rồi. Nhìn mà ghét cô vừa nằm xuống mấy cô gái từ đâu đó đi lại ngồi cạnh gen anh thiên anh ở đây một mình à như các em thấy không ở một mình thì mấy mình cô gái kia cũng bắt chuyện giọng lả lướt anh thiên bảo gọi cho em mà chẳng thấy gọi hay anh đang có người khác rồi cô vừa nói ánh mắt sắc sảo quay sang phía gen gen ngồi dậy khoác vai hai cô gái nói từ tốn giọng ngọt ngào đâu có anh bận thôi mà vừa nói vừa ra vẻ cho Jin biết. Nghe những lời đường mật đó khiến Jin thực sự khó chịu, trong đầu bắt đầu nảy sinh ý tưởng để chọc gen. Cô nhìn xung quanh thấy cốc nước dừa của cậu ta đang để không, nhân lúc cậu ta không để ý cô bốc nắm cát nhỏ cho vào cốc nước. Gen cầm ngay lên uống, thấy xạo xạo trong miệng và mùi vị của cốc nước đã biến đổi cậu phụt ngay ra cô gái sexy ngồi cạnh hoảng hốt hỏi ôi anh thiên anh có sao không anh bị làm sao vậy gen lấy tay lau qua miệng mình hoảng hốt kêu cái gì thế này gen quay sang thấy jin đang cười cậu nghĩ ngay là do jin làm gen cố giữ bình tĩnh hỏi ê cô gái cậu làm gì với cốc nước của tôi thế hả Jin chắp tay sau đầu, thản nhiên trả lời, ừm, um, tôi chỉ bỏ chút cá thôi mà, quái dị, cậu đúng là, khó ưa mà, ha, quái dị à, cũng được. Cô có cảm giác thoải mái khi vừa trêu được Zen vừa tận hưởng gió biển lồng lộng. Còn Zen, cậu có vẻ rất bực bội nhưng vì thể diện cậu không thèm chấp con gái. Jin đứng dậy, vươn vai rồi chỉnh chiếc mũ trên đầu, ở đây cũng chẳng có gì, chuyển địa điểm thôi. Jin đi ngay sau khi trả tiền chỗ vừa ngồi, để lại phía sau là ánh mắt khó chịu của Gen. Phòng ăn dưới tầng 1, sau khi đi rửa tay, cô chọn ngay một bàn ăn ở đó chờ gia đình mình. Thật trùng hợp Gen cũng cũng ngồi ngay bàn gần đó. Để tiết kiệm không gian người ta còn ghé mấy bàn thành một hàng dài nên Jin và Gen bị dồn lại ngồi bàn đối diện. Hai người nhìn nhau với ánh mắt lạ lùng, chúng ta lại gặp rồi ha. Jin có vẻ không vui khi ngồi cùng anh chàng này ừm đồ biến thái chấm than nè nói gì vậy Jin đáp lại bằng giọng mỉa mai không chi chúng ta có duyên quá ha ô oh, đúng vậy có vẻ cô không thích tôi cho lắm không phải không thích mà cực không thích Gen cười nửa miệng tỏ ra nghiêm túc hỏi Jin vậy cô thích người thế nào đây hot boy hoặc câu boy cũng được cậu là dạng nào hỏi anh hả, cả hai cô cười vẻ khinh thường, ánh mắt tỏ ra nghi ngờ, tin sao, tùy, không tin thì chịu. Jen cũng hơi ngỡ ngàng trước thái độ không quan tâm của cô gái ngồi đối diện. Cậu không muốn nói gì nữa, trong khi Jin đang loay hoay nghịch điện thoại thì Jen chỉ ngồi yên, ánh mắt bỗng trở lên lạnh lùng và cảnh giác. Jin vừa cười khỉnh vừa hỏi, công tử bột như cậu mà cũng lo lắng cơ á, hay sợ người ta trả thù. Gen không thể hiện thái độ gì trên khuôn mặt, vậy hả, cứ cứ cho là thế đi. Hưm, tôi nghĩ đây là lần đầu mình gặp nhau cũng là lần quấy, ha, tôi lại không nghĩ vậy, chắc chúng ta sẽ tái ngộ. Jin mạnh miệng nói, ha ha, cứ đợi lúc đấy đi. Nè, tôi thề với cậu tôi mà gặp lại cậu tôi sẽ yêu cậu luôn hiểu chưa, hỏi chấm, ai cho cậu yêu tôi, tôi cứ thích thế đấy, cho nên đừng bao giờ gặp lại là tốt nhất. Vừa lúc phục vụ nhà hàng đem đồ ăn đến cậu ta đặt bát cháo gà trước mặt Jin và bát cháo ngao đặt trước Gen, cô thích cháo gà ư, không, nhưng hết món rồi, nè đổi cho tôi, cháo này mới ngon. Thiệt không, chắc chắn ngon hơn bát kia rồi, nhưng tại sao, vì tôi không thích cháo nữa. Cô có thể đổi, ở biển này mấy khi cỏ cháo hà đâu. Gen tự động đổi bát, Jin chống tay suy nghĩ nhưng rồi cũng ăn. Vì ngồi với người lạ nên cô ăn từ tốn, bây giờ tôi không muốn tranh cãi với cậu nữa, vì nốt này là chúng ta ly biệt rồi, cậu nghĩ vậy sao? Ừm, thế tôi mới ngồi đây, cậu thấy thế nào cũng được, lựa chọn tinh tế đấy, ở đây chỉ có hai loại, cháo gà với ngao sao cô không gọi? Jin vừa ăn nhẹ vừa nói, vì tôi dị ứng với ngao. Dừng ăn đi, sao hả? Zen thản nhiên trả lời, vì đây là cháo ngao mà. Jin nói lớn tiếng, hả? Sao hả, cháu ngao ư, Jin bỏ ngay thìa xuống chạy ngay vào WC. chương 5, học sinh mới, nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com. Buổi sau, buổi đi học chính thức của học sinh. Tiếng ồn ào từ ngôi trường vọng ra cả bên ngoài làm thành phố trở nên sống động hơn. Jin đang lững thững từ cổng trường đi vào, bỗng có tiếng tin nhắn. Cô lấy chiếc điện thoại ra xem thử cái điện thoại đen trắng cổ, khiến mấy đứa bạn đi ngang qua đấy phải bật cười vẻ kinh thường, nói nhỏ với nhau, trời, có cái điện thoại rẻ rách lại còn khoe ra. Gạch dưới bữu nhẹ môi. Nè mày không biết điện thoại cổ giờ đang là mốt hả, ừm ừm mốt mà có ai dùng đâu. Nghe nói con này nhà cũng nghèo đúng không, chắc dậy. Hình như nợ nần nhiều thì phải nó nợ hay gia đình nó nợ dậy, tao cũng chẳng biết nhưng trong cái điện thoại kia là biết ui, ê nhưng ăn mặc có vẻ phong cách phết mặt trời nhỡ đi xin của ai thì sao? Nhìn cái điện thoại là đủ biết, nói xong họ đi luôn. Khi đã xem tin nhắn trong điện thoại, cô suy nghĩ gì đó rồi chạy ngay vào lớp để cặp rồi chạy thẳng xuống căng tin. Jin ngỡ ngàng khi lệ đợi mình ở đó, ê đây nè gạch dưới lệ vừa gọi Jin vừa vẫy tay ra hiệu, ủa, sao sáng ra đã gọi tôi xuống đây rồi. Đám bạn hồi nãy cũng ngồi gần đó, thấy Jin xuống, bữu môi, nè cậu chơi với đám con nhàn à, không, sao? Lệ quay nhẹ sang phía bên cạnh đánh mắt nhìn qua đám đó, thế sao có vẻ bọn nó để ý cậu dậy, tôi không biết nữa, nhưng cũng không quan tâm. Mà sao lại gọi tôi xuống đây? Tổng kết vụ lao động hôm qua ý mà cậu gọi cho min nam với pizza đi ơ ơ mấy cậu hết tiền à máy tui cũng mới hết nè chán không đám bạn jin ngồi gần đấy vẫn đánh cặp mắt sang theo dõi jin họ lại thấy thú vị khi thấy jin không dám bỏ điện thoại ra dí dấu to nhỏ với nhau fan này là ngại không dám bỏ ra ý mà ha 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 jin lấy chiếc điện thoại của mình ra đưa cho lệ xem nè cậu thấy cái này lỗi thời chưa rồi nhưng đâu có sao gạch dưới lệ cầm lấy và xem xét cái này nhắn tin thì hơi bị vui nghe lời nhận xét thực sự jin không thể biết lệ nói đùa hay thật cô đánh ánh mắt thăm dò nhìn bạn mình hỏi tôi lại tưởng cậu khinh chiếc điện thoại này chứ ê làm gì có tôi cũng từng dùng cũng vui ý chứ jin cười nhẹ có vẻ rất vui và trong tâm trí cô thay đổi hẳn cách nhìn về cô bạn gái náy Lệ kiểm tra tiền, hồ hoảng kêu lên. Trời sao cậu còn nghèo hơn cả tôi nữa nè. Tôi còn có 6 đồng trong tài khoản mà cậu còn hẳn tới một đồng, ừm. Đám bạn ngồi cạnh tỏ ra thích thú, bọn mày thấy chưa? Lệ kêu, giờ thì lấy gì gọi cho tụi nó đây, tôi còn cái nữa mà. Để tôi gọi, Jin lấy từ trong cặp ra một chiếc điện thoại cảm ứng, khiến lệ phải hô lên, oa oh, iPhone 6S đời mới cơ à, cậu giàu dậy. Đám bạn ngồi bên ngỡ ngàng đến há hốc mồm. Lệ nói, trong lớp mình vip lắm cũng chỉ có iPhone 5S thôi đó, dậy sao, thế tưởng điện thoại của tôi là cổ nhất chứ? Jin cố tình nói to cho đám bên cạnh nghe thấy. Đám bên cạnh có Nhàn, cô tỏ ra hơi ngại với mấy đứa ngồi cạnh. Cô liền rời ngay khỏi đó. Lệ hỏi tiếp cậu mới mua à, bao xiền dậy? Thui nhắc đến làm gì, gọi bọn kia đã. Đợi Jin gọi cho Nam và Pizza xong, cô lại hỏi, nè, cậu chuyển về tư năm ngoái, từ lúc đấy nghe nói nhà cậu. Nhưng mà trong cậu ăn mặc phong cách quá đấy. Cậu trông tôi thế nào, cậu khỏi nói, nghịch như thánh rồi. Lát sau cả Min, Nam, Pizza chạy đến, nè Pizza, ông ngồi bên kia để tôi ngồi cạnh Jin cho, gạch dưới nói giọng đùa đùa, ái trà hay nha. Nhưng ngồi cạnh Jin phải để người khác chứ, ai? Min đi ngay lại ngồi cạnh Jin, nói tiếp lời, chắc là tôi rồi, nay chủ nhiệm đi kiểm tra đấy, lo gì, cùng lắm là làm lại thôi. Gọi gì ăn đi, gạch dưới pizza nhanh nhỏ hỏi, ai bao đây? Cả lũ cùng chỉ pizza, há tôi sao? Hưm cũng được, Jin và Min chỉ cười nhẹ. Lệ nhìn thái độ của hai người suy đoán, a, chắc hôm qua Min và Jin có vấn đề rồi nha, linh tinh, làm gì có, gạch dưới Jin biện minh. Cả đám trêu đồng thanh, có thật không đó? Min có vẻ hơi ngại ngùng, quay nhẹ sang phía Jin. Trời, mấy con người này sao dậy hả? Nhưng chuyện đó đâu có gì lạ đâu, à dậy là có nha. Chuyện gì để tôi suy đoán xem nào? Chắc không phải như trong những bộ phim. Bị rượt đuổi, hai người cùng nhau chạy trốn chứ. Câu nói chuẩn với việc xảy ra nên khiến Jin cảm thấy hơi ngại nhưng cô vẫn phủ nhận làm gì có chuyện đó chứ cảnh như thế chỉ có trong phim nước ngoài thôi. Min không nói gì cậu chỉ ngồi cười. Jin nhìn Min tỏ ra không vừa ý, hay lắm hay sao mà cười chứ. Jin càng nói thì cảnh khiến Min thấy buồn cười khiến cả lũ không hiểu nổi cũng cười theo. Khoảng một tuần sau, mọi thứ vẫn bình thường với lớp 12A4. Cô bé Jin vẫn đi học muộn như mọi hôm. Chỉ còn mấy phút nữa là vào học nhưng cô vẫn từ từ đi lên lớp không chút lo lắng, vẻ mặt tỏ ra bình thản. Nghe có tiếng giày của học sinh nào đó đang chuẩn bị đi xuống cầu thang cô không để ý. Vừa lên được cái cầu thang thì người kia cũng đi đến. Cô tránh qua người đó, nhưng chẳng hiểu thế nào mà vừa đi qua các ngón tay cô đã nồng vào tay của học sinh đó một cách vô tình. Ngay lập tức bị kéo ngược lại người kia thấy vậy bỏ tay ra làm cô ngã xuống đất nhưng vẫn tiếp tục đi. Jin vừa kêu đau vừa gọi lại ai ra đứng lại làm ngã người ta mà không thèm hỏi han xin lỗi một câu hả người con trai này tỏ ra lạnh lùng cậu đứng quay lưng lại phía Jin chỉ quay nhẹ đầu lại và cười với vẻ xanh rờn cậu là ai mà tôi phải hỏi han chứ cô rất tức giận đứng ngay dậy xuổi quần áo đi nhanh qua chỗ cậu bạn đó cố tình va lại cậu ta rồi bỏ đi với vẻ tức giận cậu chỉ cười nửa miệng rồi tiếp tục việc của mình jin vào lớp trong sự bực bội sao chổi phiền phức quá đi mà cô giáo đã ngồi trong lớp từ bao giờ thưa cô em vào lớp ạ à? ừm em cũng đúng giờ đến đấy nhỉ gạch dưới giọng cô giáo nghiêm túc cô nhìn vào trong lớp chỗ ngồi đã khác cô biết ngay là cô giáo đang đổi chỗ. Jin thấy chỗ bàn hai còn trống chắc chỗ của mình. Jin đi lại chỗ đấy ngồi, thấy vậy Min sung phong lên ngồi bàn hai. Cả lớp ùa lên, ái trà ngồi cạnh Jin đây mà, Jin vẫn thản nhiên, cô không nói gì. Phía trên là Mỹ Lệ, Pizza và Nam, phía dưới là Việt, Tuyến và Bông. Bàn dài ngồi ba người chung một bàn vẫn còn rộng giờ chỉ có bàn Jin và bàn nhàn là hai người. Cô giáo vừa đi khỏi, đám học sinh đã dở trò nô nghịch, hết lấy phấn, lấy giấy ném nhau rồi chạy quanh lớp. Jin vẫn ngoan ngoãn ngồi im, chỉ nhìn bọn bạn nô đùa rồi cười cùng. Cô giáo từ ngoài vào, cả lớp im bạt. Tiếng ô, của cả lớp khi một bạn học sinh nam nới đến lớp. Ai cũng chăm chú nhìn cậu ta. Có vẻ con người này rất có sức hút bọn con gái thì sung sướng khen dối rít. Ôi bạn gì đó đẹp trai oa, cậu ta có phải hot boy không dậy? Lệ quay xuống khuôn em trời toàn bọn mê dai thui aka. Gạch dưới cô quay ra nhìn, cũng ngạc nhiên vì người này. Qua cậu ta cũng đẹp thật ý chứ. Trong lúc mọi người đang dồn trọng tâm vào học sinh mới thì Jin vẫn ngồi nghịch chiếc điện thoại cổ của mình. Nè, Jin cậu không định xem mặt tên đó hay sao mà cứ cắm đầu vào điện thoại dậy mới là học sinh mới thôi mà, có là playboy tôi cũng chẳng cần quan tâm. Hưm, Jin à, cậu hiền quá để chúng nó bắt nạt rồi mà giờ có dai đẹp không nhìn mà còn tán, yêu được tên này thì sợ ai bắt nạt nữa. Nè, cậu ta là playboy thật đấy. Ừ ha, nói cũng đúng nhưng cũng chẳng đến lượt tôi đâu he. Tôi cũng không cần gạch dưới nói với vẻ thản nhiên, mắt vẫn tập trung vào cái mà cô hay khoe là smartphone cô giáo đi lên trên bục giảng giới thiệu đây là thiên thiên học sinh mới của lớp chúng ta cậu nhìn quanh lớp rồi nở nụ cười duyên khiến các nữ sinh trong lớp phải ngây ngất đôi mắt long lanh mở to nhìn bao quát lớp nhưng cậu để ý nhất là chỗ cô bạn đang nghịch điện thoại cô giáo em ngồi bàn hai được chứ đám con gái ở dưới hô lên nè ngồi bàn tôi nè vui hơn ngồi bàn tôi nè thấy Jin không tập trung cô nhắc nhở Tiểu Anh em đang làm gì vậy vâng em đang nghịch chút vậy gạch dưới giọng thản nhiên như không để ý cô giáo nói có bạn mới ngồi chỗ em kìa vâng a à hả gạch dưới cô ngồi thẳng dậy vì nhận ra giọng cô chủ nhiệm cô bảo sao ạ Jin quay sang nhìn cậu học sinh đó, không ngờ cậu ta chính là người làm mình ngã ở gần cầu thang, đồng thời cô cũng nhớ ra hắn là tên biến thái gặp ở quán kem mấy bữa trước, chào, lại gặp rồi. Giờ tôi mới biết cậu là tiểu anh đấy. Jen cười nhẹ một cái cũng đủ thấy được vẻ điển trai trên khuôn mặt hơi có chút gì đó lạnh lùng. Jin quay đi chỗ khác tỏ ra không vừa ý, cô đứng dậy nói với cậu. Vậy thì sao chứ, sao lại chọn bàn hai xuống bàn cuối mà ngồi với hot girl hoa quả sơn kìa. Tôi chắc không xứng ngồi gần cậu đâu. Ha, gạch dưới ý không muốn cho cậu học sinh mới ngồi cạnh. Cả lớp cười ầm lên. Một vết bẩn nào đó đã quẹt ngang mà Jin không biết. Nè, cậu có vết nhọ đấy. Gạch dưới vừa nói thiên thiên vừa đưa tay lau vết nhọ đó cho Jin. Không cần cậu lo. Gạch dưới Jin gạt tay thiên khỏi má mình. Không ngờ cô bé là cô bé quán kem mặc dù có nhọ nhưng nhìn cũng vẫn xinh mà dù sao tôi cũng không cần cậu giúp tùy gạch dưới thản nhiên nói cô giáo nói cứ vậy đi thiên ngồi bàn đấy là được rồi